Xin chào tất cả anh chị và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng. Như những thường lệ thì chúng ta gọi lại nhau vào tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ sáu. Nhân tiện thì chào mừng tất cả anh chị đã đến với con thuyền, con tàu của tri thức. Và ở đây chúng ta sẽ trao đổi với nhau về những giá trị trong đầu tư. Mình là một người chia sẻ với anh chị về các kiến thức trong đầu tư. Tại vì đơn giản là mình muốn mọi người đi đầu tư, mọi người không bị động và anh chị có một phương pháp đầu tư cụ thể. Trong giai đoạn gần đây nhất thì mình hay nói về chu kỳ tăng vốn và mình cũng muốn giới thiệu với anh chị nó là một phương pháp và anh chị đi đầu tư thì cũng cần có một phương pháp. Rất là hy vọng sẽ có một cái buổi tối nhiều ý nghĩa gửi đến tất cả các anh chị nhà đầu tư trong đầu năm 2024 này. Nhân tiện đây thì cũng xin phép là gửi một chút se se lạnh của Sài Gòn, gửi đến những chút lạnh giá của ngoài Bắc và gửi đến những cái lời chúc tốt đẹp nhất của anh chị ba miền Tổ quốc, đặc biệt là những anh chị em đang ở xa nhà, ở một xứ người và đang nhớ về quê hương, đặc biệt là chuẩn bị đến Tết Nguyên đán của chúng ta rồi. Anh chị em đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi ạ? Trong giai đoạn gần đây nhất thì anh chị có thấy rằng là thị trường chứng khoán nó có sự phân hóa mạnh không? Thậm chí là trong cùng một ngành. Ví dụ anh chị là có một vài cổ phiếu thì giá cổ phiếu nó có thể tăng tốt, nhưng mà phần còn lại thì nó bị chững lại và nó đứng lại. Mình tin là trong giai đoạn vừa rồi anh chị em sẽ cảm thấy rằng là có nhiều tài sản của anh chị không tăng giá thêm, nhưng mà vẫn sẽ có nhiều tài sản nó vẫn đang tăng giá tốt. Thế thì nhân với cái câu chuyện của việc có những cái góc nhìn và có những sự phân hóa như vậy thì mình muốn nhắn nhủ đến anh chị trong năm 2024 á, thì về bản thân của vĩ mô á, là chúng ta ít bị rủi ro hơn so với năm 2023. Tại vì đường cong lãi suất của Fed là đã rất rõ rồi. Thị trường tài chính toàn cầu đang thể hiện chuyện đó. Nhưng mà chúng ta đang nói về hiệu suất đầu tư á, thì mọi người cũng phải đồng quan điểm với Dũng là cái năm 2024 á, mặt bằng tài sản nó đã không còn rẻ như năm 2023. Ví dụ là một cổ phiếu từ 20.000 mà lên được khoảng tầm 35-40.000. Thì câu hỏi được tiếp theo là động lực nào để cho nhà đầu tư tiếp theo chấp nhận mua lên cái cổ phiếu đó. Thì từ đó Dũng cho rằng nhiều suy nghĩ của nhà đầu tư thì khiến cho giá cổ phiếu chưa tăng. Còn khi mà đã thuyết phục được nhiều nhà đầu tư rồi thì sẽ có một vài cổ phiếu và một bộ phận nó sẽ tăng. Tức là ở đây nhà đầu tư người ta đang cần một cái gì đó cụ thể. Một báo cáo tài chính đủ sức hấp dẫn, một cổ phiếu định giá đủ sức hấp dẫn, hoặc một sự kiện nào đó trong thời điểm tới đủ sức hấp dẫn và thuyết phục họ sẽ xuống tiền. Nhân với câu chuyện đó thì chúng ta ngày hôm nay sẽ giới thiệu với anh chị về góc nhìn của cổ phiếu Sacombank và chu kỳ tăng vốn. Thậm chí đôi khi nhé, nếu mà chúng ta nhận diện đúng thì nó có thể là chu kỳ tăng vốn và tăng vốn đột biến. Thế thì tăng vốn là cái gì? Và tăng vốn nó có ý nghĩa gì trong góc nhìn của đầu tư? Thì ngày hôm nay thì mình cũng xin phép trao đổi lại với anh chị một vài góc nhìn như sau. Bản thân á, khi mà đi tăng vốn, vấn đề về tăng vốn á, nó là nghiệp vụ liên quan đến vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Trong cái báo cáo về bảng cân đối kế toán đó chị, nó có một cái nghiệp vụ là nghiệp vụ về vốn, thì nó gọi là nghiệp vụ vốn chủ sở hữu của cổ phiếu. Vốn chủ sở hữu của cổ phiếu thì anh chị chỉ cần quan tâm hai vấn đề thôi. Một là vốn góp, người ta gọi là vốn điều lệ. Hai là lợi nhuận nhiều năm. Thì về bản thân vốn góp thì anh chị biết rồi. Còn lợi nhuận nhiều năm là cái gì anh chị? Nó là một cái nghiệp vụ chuyển đổi từ lợi nhuận từ tình hình kinh doanh để chuyển sang đó là gì? Nguồn vốn của doanh nghiệp. Dưới dạng hình thức là gì? Chưa phân phối cái lợi nhuận đó. Thế thì chả có gì để nói cả nếu như mà cái lợi nhuận này trong nhiều năm người ta phân phối cho cổ đông. Dưới dạng hình thức là gì anh chị? Cổ tức bằng tiền. Nhưng mà không, mọi người đi đầu tư, mình khuyên anh chị là không nên mua cổ phiếu trả hết tất cả mọi thứ bằng tiền. Mà phải giữ tiền lại để làm gì anh chị? Để tiếp tục tái đầu tư. Doanh nghiệp giữ tiền để tái đầu tư, để mở rộng, để tăng trưởng, để phát triển thì giá cổ phiếu của anh chị về dài nó mới tăng được. Còn có bao nhiêu tiền mà đem hết cho cổ đông thì cổ phiếu và doanh nghiệp đó rất khó để có thể có sự bùng nổ trong tương lai. Từ đó nó tạo ra một cái nghiệp vụ tăng cái vốn góp này lên. Cái nghiệp vụ tăng vốn góp này lên thì nó ảnh hưởng cái gì? Trên thực tế cổ đông sẽ không nhận được gì. Tại vì sao anh chị? Nó chỉ là lợi nhuận của nhiều năm từ hoạt động kinh doanh. Và nó phân phối vào vốn góp thôi.
anh chị đi nhận cổ tức á, bằng cổ phiếu á, anh chị sẽ thấy rằng là mọi người có 10.000 cổ và doanh nghiệp đó trả cổ tức 100%, thì tức là mọi người sẽ có 20.000 cổ. Đôi khi anh chị sẽ đi khoe với bạn bè người thân đó là ngày xưa tao mua 10.000 cổ nhưng mà bây giờ nhận được 20.000 cổ. Nhưng trên thực tế là cái thị giá trên sàn chứng khoán nó cũng chia đôi. Tức về bản thân anh chị sẽ không có nhận được gì cả trong thời điểm đó. Nhưng mà nó có nhiều ý nghĩa với doanh nghiệp. Với một doanh nghiệp tăng vốn có nghĩa là gì? Họ đang cần tăng quy mô. Một doanh nghiệp tăng vốn càng nhanh có nghĩa là họ đang muốn tăng quy mô càng nhanh. Và đằng sau câu chuyện tăng quy mô càng nhanh là gì anh chị? Doanh nghiệp đang muốn phát triển. Đặc tính của các cổ phiếu phát triển và siêu cổ phiếu mà mình có nghiên cứu trong chục năm trở lại đây thì không có doanh nghiệp nào mà không phát triển nhanh bằng hình thức tăng vốn góp, vốn điều lệ, thậm chí là vốn chủ sở hữu cả. Họ làm nhiều cách để có thể tăng vốn và có nhiều tiền, giữ tiền, huy động tiền, vay tiền để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nên là cái nghiệp vụ này là nghiệp vụ sẽ giúp cho các doanh nghiệp họ có sức khỏe về tài chính để mà họ có thể tiếp tục tái đầu tư trong một khoảng thời gian tới, trong tương lai. Đó, đó là đặc tính của tăng vốn. Vậy thì nếu như mà cổ đông không nhận được cái gì cả thì sao lại phải quan tâm? Thực sự anh chị ạ, trong cái vấn đề về đầu tư, một cái thời điểm nào đó mà cái nhìn của nhà đầu tư và cái nhìn của nhà đầu cơ họ đều nhìn về một hướng thì anh chị có nghĩ đó là thời điểm không? Mình nhắm mắt lại. Các triết lý về đầu tư và các triết lý về đầu cơ thì đôi khi nó sẽ có nhiều sự mâu thuẫn. Nhưng anh chị có bao giờ nghĩ rằng là một thời điểm nào đó cái trường phái đầu cơ đánh sóng chọn sóng và trường phái đầu tư chọn cổ phiếu tốt, hai bên nó hòa hợp là một không? Cùng một danh mục đầu tư, cùng một sở hữu cổ phiếu như nhau không anh chị? Đó, đó sẽ là cái thời điểm của chu kỳ tăng vốn. Mọi người không tin, mọi người có thể kiểm chứng rất nhiều các phương pháp đầu cơ và rất nhiều các triết lý đầu tư. Và anh chị sẽ ngỡ ngàng nhận ra, à, đầu cơ cũng thế, đầu tư cũng thế, tự dưng cũng chọn cái cổ phiếu đó. Hôm bữa thì mình kể chia sẻ với anh chị một chút là mình đi có đi cà phê với một chú. Và cái triết lý đầu tư của chú ấy thì là chú ấy đi tìm một cái triết lý đầu tư trong vòng nhiều năm. Một cái người đam mê, rất là đam mê về chứng khoán. Nhưng mà cũng loay hoay luẩn quẩn, làm việc với rất nhiều chuyên gia và tư vấn để mong muốn tìm được một phương pháp nào đầu tư nào đó phù hợp với bản thân. Và chú ấy đang lựa chọn một cái phương pháp, đó là phương pháp đánh sóng của một người rất là giỏi để giới thiệu với chú ấy. Và chú ấy gặp mình là vì chú ấy đã nghe mình rất nhiều và chú ấy rất là thấm nhuần về cái triết lý đầu tư của mình, tức là mình là dân đầu tư. Thế thì trong một cái buổi cà phê như vậy đó thì mình có hỏi là chú đang đầu tư những cổ phiếu nào, thì chú có chia sẻ đó là gì, cái bạn tư vấn đó cũng đã tư vấn cho chú những cái cổ phiếu như thế này và cổ phiếu có dòng tiền vào. Và chú ấy cũng đủ biết là những cổ phiếu đó nó cũng trùng lặp với lại triết lý đầu tư của mình. Thì đó là một cái buổi để có cái buổi hẹn đó. Như vậy anh chị sẽ đủ hiểu đó là à, đang có nhiều trường phái đầu cơ cũng đang nhìn vào các giá trị thực của cổ phiếu. Người ta gọi là thời điểm anh chị. Thì cái đó Dũng cho rằng nó là cái điểm quan trọng. Và ngày hôm nay thì Dũng sẽ giới thiệu với mọi người là tại sao người đầu cơ và người đầu tư đang nhìn về cùng một hướng. Người đầu tư thì người ta nhìn vào cái gì anh chị? Bây giờ ví dụ anh chị đây là một cái báo cáo tài chính của một doanh nghiệp đủ các tiêu chuẩn của đầu tư đi. Thì làm sao để biết được một doanh nghiệp có đủ các tiêu chuẩn của đầu tư? Thì bây giờ trong một thời điểm kinh doanh khó, mọi người cứ nhìn cái gì? Ví dụ doanh thu doanh nghiệp này là 17.000 tỷ, cùng kỳ năm ngoái là 13.000 tỷ, tức là tăng trưởng 30%. Tìm được đồ tăng trưởng trong giai đoạn hiện tại cực khó chị nhá. Rồi, lợi nhuận của doanh nghiệp là 5.800 tỷ, cùng kỳ năm ngoái là bao nhiêu anh chị? 5.000 tỷ, tức là mức tăng trưởng là khoảng tầm 17%. Để tìm được một doanh nghiệp tăng trưởng cực kỳ khó. Thì Dũng hỏi anh chị là trong một cái con mắt bình thường của một nhà đầu tư, đây có phải là một trong những điều kiện để anh chị có thể tìm kiếm cổ phiếu đúng không? Và rõ ràng doanh nghiệp này nó cũng sẽ có nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí của anh chị để anh chị xác định nó là một doanh nghiệp tốt đúng không ạ? Nhưng cái thực tế mà mình trao đổi với mọi người ngày hôm nay đó, cái vấn đề về tăng vốn nó cũng sẽ liên quan đến cái chuyện đó. Tại sao nói vấn đề về tăng vốn nó cũng sẽ liên quan đến chuyện đó? Thì khi nào Dũng giới thiệu với anh chị đó, tăng vốn là cái gì? Tăng vốn tiền thân của nó là gì? Hoạt động kinh doanh, doanh thu tăng, lợi nhuận tăng, thì lợi nhuận phân phối của vốn nó sẽ tăng. Thì đây là tiền đề để có cái này, đúng không ạ? Nên đôi khi ngày xưa khi mọi người gặp vấn đề trả cổ tức bằng cổ phiếu, anh chị sẽ nghĩ ngay trong đầu là in giấy, những cái ông lãnh đạo không có tâm với cổ đông, những cái công ty
không đáng để đầu tư khi mà phát hành giấy liên tục làm cho cổ phiếu bị pha loãng và giá trị của cổ đông càng ngày càng kém đi. Và mọi người sẽ tự có một cái rào cản cho bản thân vì những vết đen trong quá khứ. Dạo này không biết tại sao nhưng mà mình hay nói về quá khứ và mình hay nói về vết đen, vết nhơ của quá khứ. Đôi khi mọi người đã tự tạo ra một cái rào cản vì một vài scandal nào đó của các công ty mà đến bây giờ thì chắc là họ cũng đã bị phá sản rồi. Là họ liên tục in giấy, phát hành quyền mua để mà dụ dỗ tiền của nhà đầu tư ngày xưa anh chị. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ chứng minh cho anh chị là gì? Vấn đề về phát hành cổ tức bằng cổ phiếu á, hay là tăng vốn á, nó cũng phải dựa vào doanh nghiệp làm ăn kinh doanh ngon. Ngon thì lợi nhuận nó mới có đúng không ạ? Lợi nhuận có thì lợi nhuận này nó mới tăng đúng không? Lợi nhuận này nó mới tăng thì nó mới là tiền đề để vốn góp này nó tăng lên. Thì khi vốn góp tăng lên thì người ta gọi là gì? Là tăng vốn. Về bản chất, tăng vốn không xấu. Và về bản chất, những doanh nghiệp được gọi là tăng vốn đều sẽ là những doanh nghiệp có tình hình kinh doanh tốt. Ở đây mình ví dụ với mọi người là cổ phiếu. Anh chị nhìn giúp chúng là lợi nhuận của doanh nghiệp trong vòng nhiều năm nó như thế nào? Là nó đi lên. Mình không biết là tiêu chuẩn và tiêu chí của anh chị khắt khe như thế nào, nhưng mà mình cũng tự nhận mình là một người khá kỳ tính trong việc chọn cổ phiếu đó. Nhưng mà chỉ cần nhìn cái biểu đồ lợi nhuận của doanh nghiệp này nó làm ăn trong vòng khoảng 3 năm đến 5 năm là mình cũng đã mê đắm rồi. Tại vì nó đầy đủ các tiêu chuẩn và tiêu chí của mình. Thì anh chị nhìn lại một chút này. Cái lợi nhuận này nó càng tăng thì nó thể hiện một cái gì anh chị? Cái phân phối lợi nhuận của nó hàng năm nó cũng sẽ càng tăng và nó cũng sẽ càng duy trì. Anh chị nhìn bên tay trái mọi người sẽ thấy là gì anh chị? Đây là lịch sử chi trả cổ tức. Cổ tức bằng tiền thì người ta gọi là cổ tức. Nhưng mà cổ tức bằng cổ phiếu thì Dũng không gọi là cổ tức mà Dũng gọi là tăng vốn. Đó. Anh chị sẽ thấy rằng là tại sao những doanh nghiệp làm ăn kinh doanh ngon vẫn tăng vốn. Nó đâu phải là in giấy, nó đâu phải là không có tâm với cổ đông anh chị. Về bản thân á, khi nãy mình nói rồi, việc tăng vốn có thể với cổ đông chúng ta nó sẽ không ảnh hưởng nhiều, nó không giúp chúng ta giàu nhanh lên. Nhưng mà về vấn đề tăng vốn nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp đó tăng được vốn lên. Mà khi mà các doanh nghiệp tăng được vốn anh chị, họ sẽ tiếp cận được các dòng vốn khác. Đặc biệt trong lĩnh vực ngành ngân hàng đó, khi mà người ta có thể tăng vốn đó, thì các chỉ số an toàn vốn trên vốn chủ, vốn tự có anh chị, nó sẽ tốt hơn, khỏe hơn. Thì nó cũng là tiền đề để làm cho cái mức độ tín dụng của các doanh nghiệp này trong năm tới nó cũng sẽ cao. Tóm lại là cho dù đầu này hay đầu kia thì việc tăng vốn thì nó đều có lợi cho doanh nghiệp cả. Nên không phải cứ là doanh nghiệp xấu người ta mới tăng vốn đó chị. Những doanh nghiệp tốt, thậm chí là những doanh nghiệp rất tốt đó, người ta vẫn tăng vốn bình thường. Đấy, nên mình giới thiệu lại với mọi người, tăng vốn, tăng đều đặn, tăng từ từ, tăng từng nhịp, mỗi năm đều tăng á, là nó dựa vào tình hình tăng trưởng lợi nhuận một cách ổn định và bền vững. Vậy thì Dũng hỏi anh chị là những doanh nghiệp như thế này có phải là điểm đến của nhà đầu tư không? Thì câu trả lời với anh chị luôn là nó luôn là điểm đến, chứ không phải là bây giờ. Chẳng qua bây giờ là cái nơi mà các phương pháp đầu tư nó có sự giao thoa thôi. Chứ còn phương pháp đầu tư và cách chọn cổ phiếu nó luôn là như vậy rồi. Năm ngoái cũng thế, đầu năm nay cũng thế. Chẳng qua đoạn này thì dòng tiền nó vào cho nên nhiều người chú ý thôi. Rồi, thuyết phục được anh chị về góc nhìn của đầu tư đúng không? Nhưng mà vấn đề của đầu cơ thì người ta không cần phải quan tâm đến những yếu tố đó. Cái vấn đề của đầu cơ là gì anh chị? Người ta cần một chất xúc tác. Chất xúc tác đó có thể đến từ tình hình đột biến của một doanh nghiệp. Người ta bán được một miếng đất. Chất xúc tác đó có thể đến tình hình đột biến từ ngân sách của vĩ mô, chính sách điều tệ, chính sách điều tiết của vĩ mô, nhà nước. Từ một cái văn bản pháp lý nào đó. Hoặc cái tin nóng đó nó có thể đến từ một sự tăng vốn đột biến nào đó của một doanh nghiệp. Ví dụ anh chị đây là một cổ phiếu đề bài. Cái doanh nghiệp này là cái doanh nghiệp có mức độ tăng vốn đột biến. Anh chị nhìn bên tay trái mọi người sẽ thấy. Cái tỷ lệ tăng vốn của nó là khoảng tầm 30%. Và nên nhớ 30% này là gì? Là trước đó doanh nghiệp không hề có cái đó. Và đến thời điểm đó thì doanh nghiệp có cái đó. Và đó là cái thông tin và tin nóng để làm gì? Chất xúc tác dành cho dân đầu cơ. Cho nên rằng là cái mùa này cũng sẽ là mùa có rất nhiều doanh nghiệp có góc nhìn tăng vốn và thậm chí là nhiều doanh nghiệp có sự tăng vốn đột biến. Thì mình tin chắc là không sớm thì muộn dòng tiền đầu cơ người ta cũng sẽ đánh mùi rất nhanh. Đấy, một cái nơi mà giao thoa được cả hai nhân tố và hai phương pháp thì anh chị có nghĩ là thanh khoản của thị trường nó tăng không? Vậy thì quan điểm của mọi người là chu kỳ tăng vốn này nó có quan trọng không? Anh chị có thể để lại trên đường nhận xét và quan điểm của anh chị là tại sao nó quan trọng mà tại sao nó không quan trọng. Mình rất muốn đây là cộng đồng. Thế cho nên rằng là chúng ta hãy góp ý với nhau.
Mình trình bày với anh chị như thế này thì Dũng hỏi ngược lại là quan điểm của anh chị như thế nào, nó có quan trọng không, và nếu như nó quan trọng thì lý do tại sao nó quan trọng, mà không thì lý do tại sao nó không. Anh chị có thể để lại trên đường nhận xét. Cảm ơn tất cả mọi người. Vấn đề thứ hai, nếu như anh chị nói là quan trọng á, thì nó sẽ là quan trọng. Và cái tầm quan trọng của nó đến đâu á, thì nó phụ thuộc vào mức tăng giá kỳ vọng của cổ phiếu đến đó. Nếu như mà lợi nhuận kỳ vọng của anh chị là 15% thì nó đâu gọi là quan trọng. Nhưng mà nếu như kỳ vọng lợi nhuận của anh chị là 30-50% thì rõ ràng đây là nhân tố quan trọng. Nhưng xin lỗi các anh chị là mình không phải là cái người có thể đẩy giá cổ phiếu và thổi giá cổ phiếu cho anh chị để anh chị có thể kỳ vọng một mức lợi nhuận quá cao. Mà muốn lợi nhuận cao á, thì nó phải phụ thuộc vào cắt tăng vốn. Tức là sao anh chị? Tính cắt của cổ phiếu trong mùa tăng vốn nó phụ thuộc vào các dạng tăng vốn của cổ phiếu. Mà người muốn nhanh cũng được, sẽ có. Anh chị muốn chậm chắc cũng được, sẽ có. Nhưng quan trọng là phải nhận diện ra được dạng cổ phiếu tăng vốn như vậy. Ngày hôm nay Dũng sẽ giới thiệu với anh chị về dạng cổ phiếu như thế. Trên thị trường chứng khoán chỉ có hai dạng cổ phiếu đó thôi. Còn những cái dạng cổ phiếu mà không bao giờ trả cổ tức anh chị thì thôi chúng ta không cần nhắc đến nữa. Đó là những dạng chúng ta không cần quan tâm. Dạng cổ phiếu đầu tiên là phân phối từng phần. Và dạng cổ phiếu thứ hai là phân phối một lần. Hai dạng cổ phiếu sẽ có hai cách đi của giá cổ phiếu khác nhau. Cái đầu tiên đó là dạng phân phối từng phần. Dạng phân phối từng phần tức là sao anh chị? Người ta phân phối từng phần một của cái lợi nhuận nhiều năm này này. Người ta bắt đầu phân phối lên. Người ta cũng trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông với một tỷ lệ vừa phải. Có nghĩa là gì anh chị? Một phần thì tiền đi ra thông qua hình thức là bằng tiền. Một phần đó là tiền đi vào vốn góp của doanh nghiệp, vốn điều lệ của doanh nghiệp. Và phần còn lại người ta sẽ giữ lại ở đây. Vậy thì giữ lại để làm gì? Nó giống như là một cái két sắt của anh chị đó. Và trong một điều kiện tốt thì két sắt của mọi người sẽ phần ra, dòng tiền của anh chị sẽ đổ về. Nhưng mà trong một điều kiện không tốt thì cái két sắt của anh chị sẽ vơi bớt đi. Nhưng làm sao để một cái doanh nghiệp người ta vẫn duy trì được bài toán kinh doanh? Chắc chắn là người ta phải có sự dự phòng. Và chúng ta hãy coi cái két sắt đó là sự dự phòng. Cái lợi nhuận chưa phân phối này là sự dự phòng. Để làm gì? Để những năm khó khăn tiếp theo, doanh nghiệp vẫn trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông được. Cổ đông vẫn rất vui vẻ trong mùa đại hội cổ đông. Để làm gì? Để những năm tiếp theo khi thời cơ đến, vốn điều lệ của họ vẫn sẽ tăng. Nhờ vào gì? Nhờ vào cái két sắt này. Cái vấn đề này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tầm nhìn cắt đi của lãnh đạo. Và những cái doanh nghiệp như thế này thì đặc tính của giá cổ phiếu nó cũng sẽ đi từ từ và từ từ. Mọi người hình dung chú Dũng. Phân phối từng phần. Mục đích để làm gì anh chị? Để duy trì tình trạng ổn định. Khi mà môi trường làm việc tốt, tiền thu về nhiều anh chị cũng chỉ phân phối từng phần. Mà trong điều kiện kinh tế khó cũng sẽ dùng cái phân phối từng phần đã tích lũy trong nhiều năm đó. Mình sẽ phân phối cho cổ đông. Hoặc là mình đẩy lên để tăng vốn, để có thể chờ một cái làn sóng bùng nổ hơn của nền kinh tế. Ví dụ năm 2024, 2025 chẳng hạn đó chị. Những doanh nghiệp mà nó không có cái quỹ dự phòng anh chị thì nó chết ngoẻo rồi. Nhưng mà những cái doanh nghiệp to, những cái doanh nghiệp trường tồn, những doanh nghiệp mà người ta đã có quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển, rồi quỹ rất là nhiều loại quỹ á chị. Thì những cái sóng gió như thế này của nền kinh tế thực ra người ta đã lường trước được trong rất nhiều năm rồi. Đấy, biết đâu đó trong giai đoạn hiện tại thậm chí khó người ta còn trả cổ tức nhiều hơn thì sao? Thì đấy là một cái góc nhìn để giúp cho anh chị hiểu là đặc tính của phân phối từng phần. Thế thì làm sao để mình biết được là một cái doanh nghiệp có phân phối từng phần? Nó có hai dạng. Mình nghiên cứu rất là nhiều á, thì những doanh nghiệp phân phối từng phần đa phần là những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bền bỉ. Tức là mọi người nhìn vào tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp nó rơi vào khoảng tầm 20%. Thậm chí có những lúc cao thì khoảng tầm 30%. Nhưng mà trung vị của nó rơi vào khoảng tầm 20%. Và đặc tính của những doanh nghiệp này thì mỗi năm tỷ lệ cổ tức của họ cũng sẽ rất đều đặn. Anh chị có thể nhìn bên tay trái mọi người sẽ thấy thôi. Đặc tính của những doanh nghiệp như thế này nè, năm nào cũng sẽ trả cổ tức. Cổ tức có thể là một phần là bằng tiền, còn lại sẽ là tăng vốn bằng hình thức là trả cổ tức bằng cổ phiếu. Và nó duy trì trong nhiều năm. Những doanh nghiệp như thế này thì tính cách của cổ phiếu nó cũng sẽ như vậy. Bây giờ ví dụ anh chị đây là một cổ phiếu như vậy. Và giá cổ phiếu nó đi theo một cái trục nghiêng từ 30 đến 45 độ. Đi chậm chắc. Khi mà nền kinh tế gặp những vấn đề về biến cố thì giá cổ phiếu nó cũng sẽ đau. Một là đau ngang bằng so với thị trường, hai là đau ít hơn so với thị trường. Nhưng mà chỉ cần khi kinh tế bắt đầu ổn định, không cần phải quá mạnh mẽ anh chị. Không cần phải đau to búa lớn, không cần là kinh tế toàn cầu phát triển thần tốc bùng nổ. Chỉ cần chậm thì các mô hình kinh doanh này lợi nhuận của nó sẽ bắt đầu đổ về. Đấy.
Cái đó gọi là đặc tính của cổ phiếu thông qua hình thức cổ tức và thông qua hình thức tăng vốn. Mọi người muốn đi chợ thì mọi người hãy chọn những cổ phiếu như thế này. Cái thứ hai là phân phối một lần. Phân phối một lần tức là sao anh chị? Khi nãy á, cái bình dự phòng này này nó còn to. Nhưng có những doanh nghiệp á, người ta đem hết cái bình dự phòng này này, người ta đẩy hết lên luôn. Hết. Hoặc là mất, hoặc là vơi bớt đi rất nhiều. Hoặc có những doanh nghiệp á, người ta để cái cục dự phòng tiền này này, người ta trả hết một lần cho cổ đông. Trả hết luôn. Thì tự nhiên là sao anh chị? Cái cục này sẽ bị hết. Khi mà cái cục này nó hết thì nó diễn ra hai vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên, trả mà một lần á, mà trả cho hết á, thì chắc chắn tỷ lệ cổ tức và tăng vốn sẽ rất cao. Cổ phiếu sẽ được thu hút bởi giới đầu cơ, những cái người nhạy tin và thông tin nóng. Nhưng cái vấn đề thứ hai, sau khi mà phân phối hết rồi thì sao anh chị? Doanh nghiệp này phải cần nhiều năm tích lũy, nhiều năm tích lũy, nhiều năm tích lũy để làm gì? Để lợi nhuận này bắt đầu đổ về, đổ về, đổ về thì lúc sau nó mới phình ra được. Có nghĩa là gì anh chị? Cái vòng đời tăng vốn và chu kỳ tăng vốn này nó ngắn, nó không thể kéo dài được. Và anh chị cũng ngầm hiểu rằng là giá cổ phiếu tăng nóng á, thì nó chỉ tăng trong một khoảng thời gian ngắn. Và sau đó nó cần một khoảng thời gian đủ dài để tích lũy lại để có những chu kỳ tăng vốn tiếp theo. Mọi người hình dung ví dụ nhé. Đấy, đó là đặc tính. Và khi mà có đặc tính như vậy thì sao anh chị? Giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán nó cũng sẽ phân chia. Bây giờ mình ví dụ anh chị cũng là một cổ phiếu trên lĩnh vực ngành ngân hàng, nhưng mà cái đặc tính phân phối lợi nhuận và tăng vốn của doanh nghiệp nó cũng khá khác. Anh chị nhìn bên tay phải ví dụ. Đây là cái quá trình doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận này. Đó, tích lũy trong vòng nhiều năm, nhiều năm, nhiều năm. Thì cái lợi nhuận chưa phân phối này nó đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên đúng không? Nhưng mà doanh nghiệp này phân phối một lần thì anh chị sẽ thấy rằng là cái dòng tiền này nó xuống ngay lập tức luôn. Khi mà nó xuống ngay lập tức thì cổ đông nhận được cái gì? Cổ đông nhận được một cái khoản đột biến. Đây này. Cổ tức 30%, trong khi bình thường nó chỉ trả cổ tức có 7% bằng tiền thôi. Nhưng mà tự nhiên cái năm đó trả cổ tức 30%. Tức là cổ đông nhận được cái gì? Cổ đông nhận được một cái sự đột biến. Nhưng mà đằng sau đó là gì anh chị? Đằng sau đó là người ta phải cần mất một khoảng thời gian dài để bắt đầu vào lại chu kỳ tăng vốn sau. Từ đó đến giờ thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 2 năm rồi chị, gần 3 năm rồi. Đó, thì may ra thì nó mới bắt đầu bước vào chu kỳ. Còn cái chu kỳ nó không thể lặp lại ngay lập tức của những doanh nghiệp có mức độ tăng vốn đột biến được. Hay như là một cái hình thức là phân phối lợi nhuận. Có một cái mà anh chị sẽ rất dễ gặp, đó là những cái doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền cao. Mọi người nghe là cổ tức bằng tiền cao thì mọi người sẽ ham đúng không? Nhưng thực ra cổ tức bằng tiền cao nó cũng chỉ là quá khứ mà. Tại vì khi nãy như Dũng phân tích đó, cái cổ tức bằng tiền cao là gì? Là lợi nhuận tích góp trong quá khứ. Và người ta dùng cái tiền đó trong két sắt người ta trả cho cổ đông. Và khi trả từng phần này, trả một lần này, là hết. Mà khi đã hết rồi thì sẽ không còn sự đột biến đó nữa. Mà khi đã không còn sự đột biến đó nữa thì sao anh chị? Chu kỳ giá cổ phiếu nó cần tích lũy lại trong một khoảng thời gian đủ lâu để sau này doanh nghiệp phình to két sắt ra để bước tiếp vào một chu kỳ tăng vốn tiếp theo. Đó. Nên đặc tính của những cổ phiếu này là gì? Khi có thông tin vào thì nó sẽ rất nóng. Đây là cổ phiếu như vậy trong năm 2021 và giá cổ phiếu tăng khoảng tầm 44% chỉ trong vòng 5 tháng. Lý do đơn giản là gì? Nó tích lũy quá lâu trong một khoảng thời gian quá dài và lợi nhuận của nó bắt đầu phình ra. Khi được nhà nước chấp thuận tăng vốn là doanh nghiệp tăng vốn phát một 30%. Và chính cái nhân tố đó nó làm cho giới đầu cơ, nhà đầu tư người ta nhìn vào một hướng và đẩy giá cổ phiếu lên rất nhanh trong khoảng thời gian rất ngắn. Mình không biết là mọi người kỳ vọng lợi nhuận bao nhiêu, nhưng mà một cái cổ phiếu to ơi là to, quốc dân ơi là quốc dân. Anh chị đầu tư 500 tỷ, 1.000 tỷ, anh chị enter phát một là đều được. Mà chỉ trong vòng 5 tháng giá cổ phiếu tăng gần 50%, nó là một con số kinh khủng. Anh chị nhìn vào quy mô để mọi người biết nhé. Một công ty ngân hàng mà tăng 50% trong vòng 5 tháng là kinh khủng. Nó không giống như công ty mô hình nhỏ. Đấy. Thì đó là cái góc nhìn. Thế thì nãy giờ Dũng cũng đã phân tích được với anh chị về đặc tính của cổ phiếu trong mùa tăng vốn. Có những cái doanh nghiệp nó vẫn chậm chắc, chậm chắc, chậm chắc. Nhưng mà có những doanh nghiệp nó rất là vù 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 như vũ bão, xong rồi nó cũng kết thúc nhanh như một cơn gió. Vậy thì với Sacombank thì nó là cái gì trong một cái chu kỳ tăng vốn này? Cái vấn đề đầu tiên, để nói về Sacombank nằm ở đâu trong chu kỳ tăng vốn? Là cái doanh nghiệp tăng vốn từng phần hay là doanh nghiệp tăng vốn một lần? Thì mình sẽ sử dụng cái biểu đồ lợi nhuận phân phối của doanh nghiệp trong vòng hơn 10 năm qua. Cái dung sai này mình lấy từ năm 2011. Và đến thời điểm hiện tại là năm 2023 là 13 năm. Ví dụ vậy.
trong vòng 13 năm qua thì có một lần tăng vốn. Trong vòng 10 năm qua, trong vòng 10 năm qua thì có một lần tăng vốn đặc biệt là rơi vào khoảng tầm năm 2015. Anh chị sẽ nhìn thấy. Và từ 2015 cho đến thời điểm hiện tại thì doanh nghiệp này không có lần nào tăng vốn và trả cổ tức hết. Theo quan điểm và kinh nghiệm quan sát của mình, những cái mô hình kinh doanh mà không có nhiều lần tăng vốn và để cái phục cái cục lợi nhuận chưa phân phối này nó phình to đó. Một khi mà nó phân phối là nó phân phối cho hết. Tức là với cái doanh nghiệp này, nếu như mà cái cổ phiếu này có tăng vốn thì tỷ lệ tăng vốn của nó không hề nhỏ một chút nào cả. Tại vì nó đã được tích lũy trong một thời gian quá lâu rồi chị. Thực sự là nó quá lâu rồi. Một cái doanh nghiệp mà từ năm 2015 cho đến thời điểm hiện tại là 16, 17. Nó phải 8 năm. 8 năm không tăng vốn đó là một quá trình cực kỳ lâu. Nên cái quan điểm của mình là khi mà nếu có tăng vốn thì nó phải tăng cho bằng hết. Tức là tăng không phải đột biến nữa mà sẽ cực kỳ đột biến nếu như nó xảy ra. Tại sao mình cho rằng nó sẽ là như vậy? Mình cũng dựa vào những cái cổ phiếu khác thôi. Đầu tiên, ngành ngân hàng, cái quan trọng nhất của ngành ngân hàng là tăng vốn điều lệ. Hôm bữa mình cũng có phân tích với anh chị tại sao tăng vốn nó lại quan trọng trong lĩnh vực ngành ngân hàng đó. Thì khi mà anh chị tăng vốn điều lệ, nợ xấu anh chị có tăng, nhưng mà cái nợ xấu đó nó không tăng nhanh bằng cái vốn góp anh chị có thể có. Thì chỉ số an toàn vốn của anh chị nó vẫn sẽ duy trì. Trong một cái điều kiện mà nợ xấu nó đang càng ngày càng bủa vây anh chị, từ tất cả các loại nhóm nợ và tất cả các loại khách hàng, thì làm sao để giữ được chỉ số an toàn vốn? Thì gần như là chỉ có thể tăng cái tử thôi, tăng tử tức là tăng vốn góp của mình thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà những doanh nghiệp như CTG, CTG là một cái doanh nghiệp mà trong nhiều năm cũng không tăng vốn anh chị. Và khi mà được ngân hàng nhà nước chấp thuận tăng vốn, người ta tăng phát một. Tăng một phát 30%. Mọi người có thể nói 30% nó không phải là một con số kinh khủng khiếp, nhưng mà Dũng nói 30% của một doanh nghiệp Big Four quy mô cả triệu tỷ mà tăng 30% là quá kinh luôn anh chị. Tăng phát một. Tại vì quá nhiều năm rồi. Người ta đã tích lũy cái đó quá nhiều năm rồi, và khi được chấp thuận người ta tăng luôn. Nên á, khi mà mình cho rằng là trong một chu kỳ tăng vốn thì gần như là doanh nghiệp này nó sẽ tăng vốn nhanh. Mọi người có thể nhìn này, cái cục lợi nhuận của nó trong nhiều năm. Năm ngoái khi mà tụi mình làm cái này thì cái cục này nó rơi vào khoảng tầm 13.000 tỷ. Cái báo cáo này là rơi vào khoảng tầm quý 3, là cái cục này là khoảng tầm 18.000 tỷ. Mà mỗi quý của Sacombank bây giờ có thể đem về là khoảng tầm 4.000 tỷ. Tức là kết thúc báo cáo tài chính của năm 2023 thì cái cục lợi nhuận chưa phân phối này nó có thể khoảng tầm 22.000 tỷ. 22.000 tỷ nó là một con số quá lớn, và nó là một con số mà các nhà đầu tư, các cổ đông đã chờ đợi quá lâu vào cổ phiếu của Sacombank. Chắc là mọi người vẫn sẽ có nhớ là một cái sự kiện rất là đặc biệt trong mùa đại hội cổ đông của Sacombank mà được giới đầu tư, truyền thông và giới đầu tư người ta quan tâm rất nhiều. Đó là sự trách móc của một chú cổ đông. Nếu như là mình thì mình cũng sẽ trách. Tại vì bản thân mọi người cầm một cái cổ phiếu mà trong vòng 10 năm và mọi người không hề nhận được bất kỳ một đồng cổ tức nào. Trong khi cái mùa đại hội cổ đông đó thì lãnh đạo đều nói về tăng trưởng, lãnh đạo đều nói về kế hoạch, lãnh đạo đều nói về những cái thứ đạt được. Thậm chí đôi khi lãnh đạo cũng sẽ nói về kế hoạch ESOP cho nhân viên và cán bộ lãnh đạo cấp cao vì những công sức và đóng góp của lãnh đạo với cái doanh nghiệp. Nhưng mà với trạng thái của một cổ đông đầu tư lâu năm thì người ta đâu nhận được gì đâu. Nên để nói là chắc thì cũng không thể chắc được. Gặp mình trong tình huống đó mình cũng sẽ chắc doanh nghiệp tại sao trong nhiều năm người ta không tăng vốn. Nhưng mà đứng dưới góc nhìn của lãnh đạo, người ta cũng sẽ có cái lý của họ. Không phải là họ không muốn tăng vốn, họ rất muốn tăng vốn và thậm chí là họ đang cực kỳ muốn tăng vốn. Nhưng mà họ không được tăng vốn. Tại sao mà một cái doanh nghiệp mà 18.000 tỷ trong vòng gần 10 năm chưa tăng vốn, mà thậm chí năm nay thặng dư của nó là khoảng tầm 22.000 tỷ mà vẫn không được tăng vốn? Tất cả mọi thứ đó nó đến từ cái gì anh chị? Nó đến từ điều kiện tăng vốn. Điều kiện tăng vốn tức là sao? Trong các lĩnh vực, doanh nghiệp là doanh nghiệp của anh chị, và anh chị muốn tăng vốn đó là chuyện của mọi người. Nhưng sẽ chẳng có gì để nói cả nếu như mà cái tình hình kinh doanh của anh chị nó bết bát và nó phải cần nhà nước cứu. Thì khi mà cái doanh nghiệp đã là cần nhà nước cứu thì có nghĩa là doanh nghiệp đâu còn là của anh chị quyết định nữa. Bây giờ dùng ví dụ với anh chị nào. Bố mẹ mình thì không có điều kiện,
Nhưng mà bây giờ mình ví dụ như là lỡ như bố mẹ mình không có, mình bố mẹ mình có điều kiện đi, và mình muốn đi ra ngoài khởi nghiệp, tại vì tính cách của mình là mình muốn chứng minh với bản thân, chứng minh với gia đình, không muốn phụ thuộc vào gia đình. Và chúng ta làm ăn vài năm, chúng ta đang phất rất nhanh, và chúng ta sẽ nói rằng là gia đình chỉ là bệ đỡ thôi, chúng ta đều có sức lực và chúng ta sẽ làm được. Nhưng mà chỉ cần một đợt suy thoái nào đó, ví dụ Covid ập tới và các mô hình kinh doanh của chúng ta nó không chống chịu được với những cái biến cố của vĩ mô, làm cho cái mô hình chúng ta bị phá sản, trên bờ vực phá sản. Bước cùng rồi thì về tựa vào vai mẹ, khóc trên vai mẹ, và lúc đó bố mẹ giang tay ra cứu giúp chúng ta. Thì Dũng hỏi anh chị là cái đứa con tinh thần đó nó có còn là của anh chị không, hay là tất cả các quyết định về doanh nghiệp đó nó sẽ thuộc về tay bố mẹ mình, bố mẹ mình sẽ bắt đầu vào điều tiết. Thế thì trong lĩnh vực này cũng thế thôi anh chị. Những cái sự kiện đặc biệt trong năm 2009, 2010, cái bong bóng đổ vỡ của bất động sản nó kéo theo hệ lụy rất là lớn đến thời điểm hiện tại. Và thời điểm đó là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu can thiệp thông qua hình thức đó là gì? Lập một doanh nghiệp kinh doanh đặc biệt. Kinh doanh cái gì anh chị? Kinh doanh nợ. Chả có ai rảnh đi mà kinh doanh nợ cả. Nhưng mà phải làm. Tại vì đứa con của mình nó đang bị sắp chết rồi. Mình phải lao vào mình cứu mà. Thì lập một cái doanh nghiệp gọi là kinh doanh nợ và phát hành trái phiếu đặc biệt. Cái đó người ta gọi là phát hành trái phiếu của VMC. Và rõ ràng là gì? Khi mà ngân hàng nhà nước đã vào để can thiệp rồi thì tất cả các quyết định, quyết sách của doanh nghiệp, thậm chí room tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp cũng sẽ không được quyết. Thì anh chị có nghĩ rằng là khi mà doanh nghiệp muốn tăng vốn thì nhà nước có cho phép không? À, cập nhật thêm với anh chị nữa, anh chị có thể nghe cái thuật ngữ là diện kiểm soát đặc biệt. Tức là doanh nghiệp dính trái phiếu của VMC sẽ thuộc diện kiểm soát đặc biệt của ngân hàng nhà nước. Và từ đó đến giờ thì những cái doanh nghiệp đang trong thuộc diện kiểm soát đặc biệt thì mình chưa thấy cái ngân hàng nào được tăng vốn cả. Chỉ khi nào cái đứa con nó không còn nằm trong diện kiểm soát đặc biệt nữa thì may ra được vùng vẫy ra bên ngoài. Còn vẫn còn đang nằm trong diện kiểm tỏa của gia đình và kiểm soát đặc biệt của ngân hàng nhà nước thì cái đứa con đó vẫn sẽ nằm trong vòng tay đó thôi. Đấy. Nên là điều kiện tăng vốn của doanh nghiệp là buộc năm nay phải xử lý xong trái phiếu đặc biệt của VMC. Cái ngày hôm nay là cái ngày mà mình làm về cổ phiếu và thực sự là mình cũng đang rất mong chờ cái báo cáo tài chính quý tư này. Nhưng mà rất là tiếc là mình cũng không chờ được. Thôi thôi, mình cũng không chờ được. Sau này có thì mình sẽ cập nhật cho anh chị sau thôi. Mình cho rằng cái điều kiện tăng vốn bắt buộc là quý tư năm 2023, trái phiếu của VMC nó sẽ phải về không. Khi mà đứa con này không còn nằm trong diện kiểm soát đặc biệt thì may ra đây là điều kiện cần để tăng vốn. Còn nếu như mà cái trái phiếu này vẫn còn, thậm chí chỉ là một đồng anh chị, sẽ không thể tăng vốn. Nên là cuộc chơi này là có được có mất nhé. Trước khi mọi người enter hoặc mọi người muốn cái gì đó, mọi người muốn nắm giữ lâu dài một cái gì đó, mọi người phải biết cuộc chơi này là có được có mất. Đã gọi là đột biến mà. Thì cái chu kỳ này, cái điều kiện cần tiên quyết là phải xử lý xong trái phiếu đặc biệt. Và tại sao Dũng nói đây là cái mấu chốt nhất của Sacombank và chu kỳ tăng vốn của giai đoạn này. Mình ví dụ với anh chị về minh chứng của cổ phiếu của CTG. Đây là cái báo cáo tình hình của trái phiếu đặc biệt của VMC của CTG. Mọi người nhìn giúp Dũng năm 2019. 2019 là cái năm mà trái phiếu đặc biệt của CTG giảm nhanh. Và 2020 là cái năm mà trái phiếu đặc biệt này nó về không. Tức là cái đứa con này đã rời khỏi vòng tay của bố mẹ và bố mẹ che chở đủ rồi. Đứa con này đã bắt đầu xử lý được tất cả vấn đề rồi thì bắt đầu vươn ra ngoài cuộc sống và được làm theo ý của mình. Thì anh chị đủ biết là đằng sau năm 2020, sau nhiều quá trình tái cấu trúc và nhiều quá trình đưa cái tỷ lệ này về không đó, thì chỉ một năm sau thôi. Kiểu như là mình bị kìm hãm trong một thời gian quá lâu anh chị. Kiểu như mình bị ghim chặt trong một khoảng thời gian quá lâu và chỉ cần mình được mở ra anh chị, là mình sẽ phóng khoáng. Thế thì chỉ cần sau đó nửa năm thôi, tức là sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 xử lý xong trái phiếu đặc biệt thôi, thì đâu đó là mùa đại hội cổ đông tiếp theo là tháng 4 năm 2021 và tháng 7 năm 2021 là trả cổ tức đó, thì doanh nghiệp này phát hành phát một luôn, kiểu như là được cho phép là làm bằng được. Khi nãy Dũng nói đó, cái ngành nghề này là cái ngành nghề rất khác tăng vốn, nên là xác suất cao nếu mà xử lý xong trái phiếu đặc biệt thì cái chuyện mà doanh nghiệp nó tăng vốn là chắc chắn sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Ngày hôm nay Dũng nói về chu kỳ tăng vốn
mình cũng giới thiệu với anh chị tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh một tí nữa là tăng vốn nó có hai dạng. Một là tăng vốn chậm chắc, năm nào cũng sẽ có. Tại sao mà mình gần như mình có thể khẳng định ACB, MBB thì gần như năm nào tỷ lệ tăng vốn của nó bèo cũng phải 20%. Cao thì nó rơi vào khoảng tầm 30%, cả cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu. Nhưng mà cái dạng tăng trưởng đột biến và tăng vốn đột biến là một cái biến số rất khó có thể mà chắc chắn được. Nhưng có một cách để giúp cho anh chị biết được rằng là đâu sẽ là đích đến, tức là cái kỳ vọng nào sẽ là cái kỳ vọng tối đa của mình. Như cái này mình nói đó, khi rơi vào diện kiểm soát đặc biệt thì không được tăng. Nhưng nếu như mà không còn rơi vào diện kiểm soát đặc biệt thì sẽ tăng. Mà sẽ tăng là sẽ tăng cho bằng được, mà sẽ tăng là sẽ tăng rất nhiều. Vậy thì tăng rất nhiều là tăng bao nhiêu anh chị? Mọi người nhìn dụng vào hai dòng và mọi người chỉ cần tính thôi. Cái công thức này anh chị tự tính được, không cần dùng máy tính luôn. Bây giờ mình ví dụ nha, đây là vốn điều lệ của doanh nghiệp. Vốn điều lệ là 18.000 tỷ. Đây là vốn góp của doanh nghiệp là 18.000 tỷ. Thặng dư lợi nhuận của doanh nghiệp là 18.000 tỷ. Thì trong một điều kiện tuyệt đối, doanh nghiệp này sẽ tăng vốn 1:1. Tăng vốn 1:1 để làm gì? Đẩy nguyên cái cục đó lên đây luôn. Người ta gọi là tăng vốn 1:1. Nếu như mà kịch bản này đúng á, thì đúng thực là mùa xuân này của anh chị sẽ cực kỳ rực rỡ luôn. Tại vì sao? Tại vì ở đó nó sẽ hội tụ được rất nhiều cái thành phần, đặc biệt là cái thành phần đầu cơ. Tại vì anh chị đủ biết là trong một điều kiện kinh tế khó mà tìm được một doanh nghiệp tăng vốn 1:1 và nó gấp đôi như vậy thì nó là big game. Nhưng mà chưa hết đâu anh chị. Cái đó mới chỉ là báo cáo tài chính quý 3 thôi. Tại vì mình tính nhảm nhảm ra thì một quý lợi nhuận của Sacombank khoảng tầm 4.000 tỷ. Tức là gì anh chị? Là cái lợi nhuận này trong năm nay nó vẫn đổ về. Thế này, cái lợi nhuận đó 4.000 tỷ nó vẫn sẽ tiếp tục đổ về. Thì tức là cái gì? 4.000 tỷ đó cộng thêm 4.000 tỷ nữa. Thì cái tỷ lệ này nó rơi vào bao nhiêu đó anh chị? 22.000 tỷ. Mà mọi người lấy một con số đơn giản là 22.000 tỷ, mọi người chia 18.000 tỷ, mọi người sẽ ra cái gì anh chị? Tỷ lệ cổ tức tối đa có thể đạt được là 120%. Nếu như mà ông chủ muốn tăng. Tại vì á, xử lý xong trái phiếu đặc biệt, lãnh đạo của doanh nghiệp có quyền tự quyết. Và khi mà họ ký một cái quyết định tự quyết thì họ quyết được bao nhiêu? Họ quyết được maximum là từ 100 cho đến 120%. Nếu thực sự chuyện này nó xảy ra thì đúng là nó sẽ là một big game. Và nói thiệt với anh chị là chơi cuộc chơi này thì phải cần một chút may mắn. Ngoài nội lực, ngoài năng lực, ngoài khả năng nhận diện, khả năng phân tích thì cần thêm một chút yếu tố may mắn từ những sự thiên thời và địa lợi của những cái khi nãy đến giờ dùng trao đổi với anh chị. Đấy. Thì con đường phía trước của doanh nghiệp và cái cách đi của cổ phiếu chu kỳ thì chắc là mình cũng đã phân tích với anh chị rồi. Doanh nghiệp này nó nằm ở dạng nào? Nó sẽ nằm ở dạng phân phối một lần. Phân phối một lần thì đặc tính của nó là gì? Rất nhanh, rất mạnh, kéo dài trong một khoảng thời gian rất ngắn, tính đầu cơ cực cao. Vậy thì điều kiện nào để có được yếu tố đó? Đầu tiên là phải xử lý xong trái phiếu đặc biệt. Và cái thứ hai là cần một chút may mắn khi mà ý chí của chính phủ và lãnh đạo, ý chí của lãnh đạo đủ mạnh, đủ kiên quyết để có thể tăng vốn rất mạnh mẽ trong năm này. Đấy. Chúc mọi người thành công và chúc mọi người có được nhiều sự may mắn hơn. Về góc nhìn của đầu tư cổ phiếu chu kỳ đó thì mình cũng đã giới thiệu với anh chị rồi. Trong góc nhìn của đầu tư cổ phiếu chu kỳ nó có hai dạng. Một là giai đoạn 1. Giai đoạn 1 là cái giai đoạn này này. Tức là nãy giờ Dũng phân tích với anh chị, phân tích với mọi người nghe thì có vẻ logic đúng không ạ? Nhưng trên thực tế tất cả nó cũng chỉ là giả thuyết thôi. Giả thuyết đó có cơ sở, có phân tích. Nhưng trên thực tế nó không phải là 100%. Thì cái giá cổ phiếu nó cũng sẽ đi theo từng nhịp như vậy. Tức là mỗi lần mọi người nghe về một cái thông tin nào đó có thể là 20%, 30%, 50%, 70%, 100% thì tự nhiên giá cổ phiếu mặc nhiên nó sẽ phản ứng rất tích cực với những thông tin như thế. Mà mọi thứ nó chưa phải là 100% anh chị nhé. Thì cái đó gọi là nhịp đầu tiên, trăng sáng trăng tối. Cái nhịp thứ hai tức là mọi thứ nó rõ ràng. Khi mà mọi thứ nó rõ ràng á thì nó sẽ hội tụ được nhiều thành phần đầu cơ. Dân đầu cơ là gì? Chấp nhận mua cao. Nhưng mà nó phải đúng. Nó phải mạnh, nó phải rõ, nó phải chắc chắn. Thì lúc đó các thành phần đẩy giá cổ phiếu nó sẽ rất nhanh. Thế thì đầu tư cổ phiếu chu kỳ, mà đặc biệt là đầu tư cổ phiếu chu kỳ đột biến, nó sẽ đi theo hai step đó. Một là chân sáng chân tối, các thông tin. Hai là khi mọi thứ nó rõ ràng. Và một chu kỳ nó có thể kéo dài được bao nhiêu? Từ 4 cho đến 6 tháng. Chúc mọi người thành công. Dũng đã giới thiệu với anh chị tất cả các ruột gan của mình. Mình biết cái gì mình nói hết anh chị rồi. Cái gì xấu mình cũng nói, cái gì tốt mình cũng nói, cái gì điều kiện cần mình cũng nói, cái gì điều kiện đủ mình cũng nói.
Ngày hôm nay Dũng đã nói với chị rất nhiều về gì? Tăng vốn. Tại sao tăng vốn lại quan trọng? Là ở đó có sự giao thoa của dân đầu tư và dân đầu cơ. Các dạng cổ phiếu nào sẽ tạo ra được sự chậm chắc của cổ phiếu? Nó thuộc về phân phối từng phần. Các dạng nào để tạo ra được tính đầu cơ và sự đột biến trong một thời điểm ngắn? Là phân phối một lần. Và mình cũng đã giới thiệu với anh chị, nếu Sacombank có phân phối lợi nhuận thì nó sẽ là phân phối một lần, phân phối đột biến, tính chất đầu cơ sẽ cao. Và muốn có những nhân tố đó thì sao anh chị? Nó cần thêm một chút may mắn. Và để đầu tư thành công những cổ phiếu đó thì sao? Chúng ta cần có phương pháp đầu tư chu kỳ tăng vốn. Hy vọng sẽ mang lại được nhiều góc nhìn gửi đến tất cả các anh chị nhà đầu tư. Và lời cuối cùng, trong bất kỳ một thương vụ đầu tư nào anh chị, thực sự là nếu may mắn thì chuyện đó nó sẽ xảy ra trong giữa năm nay. Còn nếu như không có may mắn thì nó có thể diễn ra vào giữa năm sau. Nhưng Sacombank tăng vốn và tăng vốn đột biến đó là sẽ chuyện chắc chắn trong tương lai. Cái quan trọng nhất là anh chị cần có sự kiên định và kiên nhẫn. Mình nhận thấy rằng nha, rất nhiều các thương vụ thành công mà những người có những thương vụ thành công, mình không nói mình nha, tại vì mình gặp rất nhiều người, mình rất là thích đi học hỏi. Thì Dũng nhận thấy người thành công là người kiên trì và kiên định với cái họ chọn. Thậm chí cái họ chọn không tốt bằng cái người khác chọn. Nhưng kết quả thì cái họ chọn lại vượt trội hơn cái người khác chọn. Vì sao ạ? Vì họ đủ kiên định và đủ kiên nhẫn. Tại vì đó là năng lực của họ. Còn những cái mà nhiều người khác chọn, đó là người ta cưỡi ngựa xem hoa. Thỉnh thoảng người ta sẽ có một cái deal nào đó để có lợi nhuận nhanh trong ngắn. Nhưng mà về lâu về dài thì người ta không được tạo ra được cái tính liên tục. Còn khi mà chúng ta đã có kiên định và có kiên nhẫn, thì cái thành quả đó là do năng lực của mình. Và Dũng tin á, năng lực của Dũng và năng lực của anh chị về lâu về dài nó chỉ có tốt dần lên thôi. Thì các kết quả của anh chị trong tương lai nó cũng sẽ tốt dần lên thôi. Chẳng qua là gì? Mọi người chưa thử và chưa thành công ở cái phương pháp này. Và Dũng tin thử một lần đi. Anh chị thử một lần đi, đầu tư hết một chu kỳ đi. Thì cái lúc đó mọi người sẽ định hình được phương pháp. Và chính cái đó là năng lực của anh chị. Chẳng qua mình ở đây là cầu nối thôi. Và mình chỉ cần mong muốn, mong mỏi anh chị là gì? Tập trung tối đa vào nó, kiên định, kiên nhẫn và nắm giữ cổ phiếu. Hy vọng sẽ thành công thì sẽ đến với các anh chị. Thậm chí nếu may mắn, thành công đó nó sẽ đến cực to. Nếu như mà các anh chị đã cảm thấy đồng điệu trong câu chuyện của đầu tư, thì anh chị có thể liên hệ với các bạn trợ lý của Dũng. Các bạn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách thức tham gia vào cộng đồng, cũng như là tham gia vào các tệp khách hàng của tụi mình, mở tài khoản, chuyển ID. Như mình nói, năm 2024 là một cái năm mà rủi ro nó sẽ không lớn, nhưng là một cái năm có tính phân hóa cao, cực cao. Thậm chí là tính phân hóa nó có thể đến ở trong cùng một ngành nghề. Lý do đơn giản thôi là vì mặt bằng tài sản năm nay nó đã không còn rẻ so với là năm ngoái. Và các nhà đầu tư họ sẽ khắt khe hơn trong vấn đề về lựa chọn cổ phiếu. Do đó là gì? Nhận diện phương pháp đầu tư và nhận diện những cổ phiếu vượt trội và đột biến. Thì đó sẽ là một cái nguyên tắc mấu chốt để chúng ta thành công cho những giai đoạn tới. 2024 này thì mình và cộng sự của mình sẽ thường xuyên ra các talk show để mà giúp cho chị nâng cao được năng lực, kiến thức để nhận diện ra được cổ phiếu tốt nhất. Và chắc chắn là mình và anh chị ở đây vẫn sẽ đồng hành với nhau trên con tàu của tri thức. Và Dũng vẫn rất là mong là con tàu của chúng ta sẽ giăng buồm ra khơi, vượt qua được những sóng to gió lớn để đạt được những thành tựu tốt hơn, cao cả hơn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn tất cả anh chị. Mọi người muốn đồng hành với mình trên con tàu đó thì liên hệ với các bạn trợ lý, thì các bạn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách thức làm việc. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc anh chị một buổi tối thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều vui vẻ. Đầu tuần chúng ta sẽ nói về chuyện vui. Bỏ qua đi những cái lo toan, thì rất là mong anh chị có những cái sự khởi đầu tốt đẹp cho năm 2024. Đặc biệt là cũng một cái thời khắc cũng gần đến Tết ta rồi, cũng rất là mong anh chị em chúng ta có những kế hoạch bùng nổ và đạt được mỹ mãn. Mình vẫn ở đây để trao đổi và đồng hành với các anh chị. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Dù cũng xin phép kết thúc nội dung của ngày hôm nay ở đây ạ.